Đây, quay các bạn con xe Mini 7 Nhật, thương hiệu Biriton, thương hiệu rất nổi tiếng của xe đạp. Con này vành inox nhé. Bánh 72 bánh 20. Bánh 26. 26 in. Cam inox, vành inox, lan hoa inox. Máy ơ nhôm. Đèn phản quang này. In zin luôn nhá. In này không cần phải bọc lại ra. In zin của Biriton luôn. Khóa trong trộn. Con này khung nhôm, sơn zin nguyên bản. Con này là ổ phanh sau là phanh bi nhá. Đi không bao giờ bị mòn mà phanh, nó chạy phanh không bi. Tay phanh zin, vô tăng ghi đông nhôm, lắp thêm rõ này. May ơi trước phát điện này. May ơi nhôm phát điện, có đèn đi kèo. Hai chế độ auto và chế độ tự động sáng. Auto tức là đi ban đêm thì nó sẽ sáng, đi ban ngày nó tự động tắt. Con này khóa sau nhưng mà là khóa cả cổ luôn. Khi mà khóa sau ở đây thì cổ xe nó cũng khóa luôn. Đang còn sơn zin nguyên bản. Xe đang rất là đẹp.